Em Tú Aurora xin hỏi kính chào nè. Đây hôm nay về được ba chiếc yên xe ha. Yên xe đến từ thương hiệu Rod của Anh Quốc. Thì là ba cái. Em mua được ba cái ha. Em mua hồi 17 tháng 12 này 2023. À 17 tháng 12. Thì hôm nay nó về tới ha. Ngày hôm nay mua hồi cũng hồi 10 này là ngày 12 tháng 8 nè. Đấy, thì em mua được ba cái này nói chung là cũng rất là khó mua chứ không hay dễ mua mấy hàng new tồn kho như vậy thì nó còn rất là ít. Tạm hành những cái yên cũ đã qua sử dụng rồi thì nó có nhiều chứ mà cái yên thế hệ còn đẹp như vậy thì cũng rất là ít ha. Đây, nó là của hãng Rod ha. Của Anh Quốc, Made in Ireland ha. Đây là nguyên hộp hàng new chưa sử dụng. Đây. Made in Ireland. Đây là cái túi chìa khóa nè. Người ta xài, người ta xé, người ta lấy cái chìa khóa với dụng cụ trong đây nè để tăng giảm theo như ý theo cái yên. Đây là còn những cái sợi dây để người ta buộc qua đây nè. Ta làm kiểu cọ làm màu rồi đó, hay là kéo cho nó sát ôm vào. Đây là cái model của nó là B17 nè. Thì cái yên này là da thật 100% nè. Đây nè, thấy nó rất là dày ha. Thì mấy cái mẫu này nó 5,5 triệu nè ha, 5,5 triệu. Thì trước em về hai cái bán rồi, nay mới về được ba cái nữa nè. Đấy, gọng dưới là gọng si ha. Đây, Rod, đây là cái hãng thời trang rất là lớn của trên thế giới. Nhiều thời trang này rất là nổi tiếng ha. Thì cái này nó chưa qua sử dụng. Nó gần như mới tinh rồi. Nó là mới tinh luôn chứ nó gần như mới tinh nữa. Cái này là 5,5 triệu anh em ha, B17. Cái này đem gắn xe Rod hay xe nào cái phơ mẫu cổ cũng được, em thấy cái phù hợp với cái dáng xe mình thì gắn ha. Thì có cái này 5,5 triệu, còn hai cái kia còn lại là 6 triệu ha. Thì đợt này nó cái này vẫn giữ nguyên nè, do em mua nó không có tăng, do có hai cái này em mua nó có tăng chút xíu này, với do này yên này nó cũng tăng lên chút xíu, nên hai cái này nó là 6 triệu anh em ha. Em cùi. Đây là cái mẫu hai cái mẫu B67 ha. Hai cái nó đều là cùng một model nhưng mà nó có hai cái là màu khác nhau để anh em lựa chọn ha. Đây. Đây là nguyên hộp chưa qua sử dụng, hàng new 100%. Đây. Thì cái này là hàng chính hãng anh em ha, chứ cái này chưa thấy có hàng phay ha. Đây. Cái yên cực kỳ giá trị luôn. Này nó có cái màu hơi vàng vàng và cái sau nó có lò xo giảm sóc nè, cực kỳ cổ điển, rất là đẹp, nhìn mới keng róc ha. Yên B67, cái yên này thì nó cái bản nó hơi to hơn so với cái bản kia một tí ha. Nó chiều ngang phần sau khoảng 20 nè, sâu khoảng 25 nè. Đấy, anh em nào chạy đường phố mấy cái phòng xe cổ điển rồi gắn cái này vô rất là đẹp. Thì cái này là da thật 100% luôn ha, rất là dày. Đấy, phía sau cái túi phụ kiện vẫn còn nguyên si ha. Thì những cái này là Made in Ireland hết ha. Đây là một cái nè, em lấy cái kia là cái màu bên này. Hai cái này là cùng là B17 hết nhưng mà nó là hai cái màu khác nhau thôi. Đây, cái này là cũng mới keng. Hai cái mẫu giống y bon, chỉ có hai cái màu, một cái màu sáng và cái màu tối hơn, màu mật ong ha. Đấy, hai cái này thì mỗi cái là 6 triệu anh em ha. 6 triệu. Rất là đẹp. Nhìn rất là đã ha. Mới 100%. Rồi thì có ba cái yên thôi. Đây là cái hàng tổng kho new chưa sử dụng. Thì nó cái model này sản xuất lâu đời 1986. 19866 ha. Ủa 1866 ha. Đấy, ba cái yên. Rồi em xin kính chào anh em ha. Cái này là 5 triệu, qua 5,5 triệu và hai cái này là 6 triệu ha. Đây ba mẫu em đứng lên cho anh em xem ba cái bức phơm như thế này, bằng da thật rất là dày. Rồi em xin kính chào anh em.